Xin chào anh chị nhà đầu tư ha. Chào mừng anh chị mình đến với kênh YouTube của em, kênh YouTube chứng khoán NMC Finance. Thì như thường lệ cuối tuần, em cũng ngồi lại với anh chị mình để cùng nhìn nhận qua thị trường của chúng ta trong phiên giao dịch ngày hôm nay cũng như là trong xuyên suốt trong cái tuần qua để mà chuẩn bị cho những cái tuần sắp tới đối với thị trường của chúng ta cho những cái việc mà mình đầu tư, sáu đầu tư trong cái quý 3 này của thị trường của chúng ta ha. Và anh chị mình cần làm gì để mà chuẩn bị cho những cái 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 yếu tố sắp tới của thị trường cũng như là cái video ngày hôm nay em cũng cập nhật với anh chị mình á về những cái nội dung như sau thì đầu tiên á thì mình sẽ cùng nhau mình định vị để mà mình biết mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ của thị trường tại vì khi mà anh chị mình định vị được mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ á thì anh chị mình sẽ rất là dễ anh chị mình có gọi là mình đưa ra những cái hành động nó phù hợp đúng không ạ giống như là trong một cái giai đoạn thị trường lên thì cái việc của mình á là chỉ có là đi tìm kiếm cơ hội đầu tư đúng à khi mà thị trường à, là tùy theo cái mức độ tùy theo cái giai đoạn của thị trường thì mình có công có thủ đúng không à, ạ khi mà có công á thì sao vậy thì, thì thấy thị trường của chúng ta tốt á gọi là bắt đầu nó có những cái xu hướng nó bật tăng dòng tiền quay trở lại thì lúc đó thì mình gọi là gia tăng tỷ trọng bằng cái việc mình tấn công cũng có những lúc mình sẽ phòng thủ giống như là trong những cái giai đoạn điều chỉnh này của thị trường cũng vẫn vậy đúng không ạ là những cái việc mà mình xem chị mình hạ cái tỷ trọng để mà chi để mà mình chờ đợi những cái cơ hội mới đối với thị trường của chúng ta ha và cái nội dung thứ hai chính là cái việc mà em sẽ cập nhật với anh chị mình á là cái cách thị trường của chúng ta vận động trong những cái nhịp độ điều chỉnh để mà khi mà mình biết được những cái vận động như thế thì mình sẽ có được những cái chiến lược đầu tư nó rất là hiệu quả và rất là cụ thể cho những cái hành động tiếp theo là mình phải biết mình nên làm gì trong một cái giai đoạn gọi là trong một cái giai đoạn điều chỉnh đúng không à? ạ cái thứ ba là em sẽ cập nhật với anh chị mình là các dấu hiệu để mà thị trường chung của chúng ta nó kết thúc một cái quá trình điều chỉnh nó có những cái dấu hiệu như thế nào thì ở trong cái phần tiếp theo phần thứ ba em sẽ gửi đến cho anh chị mình cái phần thứ tư chính là những cái mẫu hình hay xuất hiện trên cái thị trường của chúng ta trong mọi cái nhịp độ điều chỉnh và đặc biệt là trong những cái giai đoạn này và cái việc mà mình đi chọn lọc những cái cổ phiếu đó nó theo những cái cái cách vận động như thế nào để mà mình gọi là đưa ra những cái 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 thứ tư chính là cái việc mà cái thời điểm tham gia cũng như là cái cách để cho anh chị mình đi vốn ha thì đấy là năm cái nội dung trong cái video cuối tuần của chúng ta của chúng ta ngày hôm nay để mà em cùng với chị mình đưa ra những cái cái nhận định nhận định cũng như là những cái hành động cho những cái tuần giao dịch sắp tới của thị trường ha thì nếu mà anh chị mình uh, lần đầu tiên xem video của em anh chị mình đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo ha thì anh chị mình uh, cố gắng xem hết cái video này để mà mình uh, cùng nhau mình nắm bắt được về những cái xu hướng của thị trường cũng như là những cái hành động cho những cái giai đoạn sắp tới của thị trường ha thì đầu tiên thì cũng quay trở lại đối với cái tình hình thị trường của chúng ta trong những cái cái trong cái tuần vừa qua là anh chị mình thấy là cái thời điểm này của thị trường á là hầu như là rất là khó để mà anh chị mình tìm kiếm một cái cơ hội đầu tư mà nó có một cái lợi nhuận tốt trong những cái giai đoạn này đúng không à? ạ? Tại vì cái con khỏe trong giai đoạn này á thì anh chị mình cũng có thể thấy được là nó nó tăng hầu như là tăng một đến hai phiên thôi chứ nó cũng không có những cái yếu tố nó tăng nhiều giống như là những cái giai đoạn trước đây đúng không à? ạ? có nghĩa là không có phải những cái lúc mà anh chị mình mua nó tăng một cách rất là dễ dàng mà trong những giai đoạn này nó có những cái yếu tố nó phân hóa ra đúng không ạ đặc biệt là những cái giai đoạn cuối quý khi mà những cái việc mà các doanh nghiệp các công ty người ta chốt NAV để mà người ta phục vụ cho cái quá trình gọi là chốt cái báo cáo kết quả kinh doanh có kiểm toán trong cái quý này nên là anh chị mình thấy là ngày hôm nay là cái ngày hôm thứ sáu vừa qua là cái ngày cuối cùng mà chốt về đó thì chị mình thấy là cái yếu tố về mặt thanh khoản nó có những cái trạng thái sụt giảm rất là mạnh đối với cái thị trường thì đây chính là những cái yếu tố mà em đánh giá là tích cực của thị trường của chúng ta trong kể cả trong những cái nhịp độ điều chỉnh cũng như là trong những cái nhịp độ tích lũy thì em vẫn đánh giá với anh chị mình á thanh khoản thấp là thanh khoản an toàn thanh khoản cao là thanh khoản rủi ro đấy như thế thôi anh chị lưu ý ha Đấy, thì cái con khỏe thì nó tăng thì không quá, không quá hai phiên trong giai đoạn này. Còn cái con yếu hơn thì sao chị? Thì nó đa phần nó không tăng, nó giữ giá. Nó còn những cái con mà nó yếu hơn nữa thì là những cái con nó đang có những cái sự vận động nó, nó gọi là nó 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 điều chỉnh giảm, đúng không ạ? Gọi là những cái con thô lỗ bắt đầu nó xuất hiện. Gọi là trong những cái nhịp điều chỉnh ngắn này của thị trường của chúng ta. Thì trong cái đoạn này á mà mua anh chị mình mua những cái thời điểm á, mà cái cổ phiếu hay là cái danh mục của anh chị mình nó không hiệu quả thì em đánh giá với anh chị mình chỉ có hai hai cái thôi hai cái vấn đề. Cái vấn đề đầu, đầu tiên á là anh chị mình mua chọn mua sai cái cái cổ phiếu. Tại vì trong cái giai đoạn này cũng có những cái mà cổ phiếu nó tăng, đúng không ạ? Có nghĩa là khi mà mình mua mình mua mà bị lỗ, á, một á là chỉ có mình mua sai cổ phiếu. Đúng không à? ạ? Sai cổ phiếu, cái thứ hai á là mình lựa chọn sai cái thời điểm của cổ phiếu đánh là cái này cái thời điểm của cổ phiếu á, thì nó sẽ liên quan nó sẽ có liên quan đến cái yếu tố về mặt thị trường thì trong một cái giai đoạn điều chỉnh này của thị trường thì em vẫn đánh giá với anh chị mình á, là cái cổ phiếu á, thì nó giảm á, thì đa phần nó sẽ giảm đồng loạt nhưng mà khi mà nó tăng á, thì nó sẽ tăng phân hóa đấy nên là trong những cái điều chỉnh giảm như thế này đấy là những cái gọi là cái tính thời điểm của thị trường nó liên quan đến cái yếu tố về mặt thị trường của chúng ta ha à, đấy nên là một là mua sai cổ phiếu hai là anh chị mình chọn sai cái thời điểm của cổ phiếu Đấy là hai cái vấn đề ha Đấy nên là trong những cái lúc như thế thì chị mình mới thấy được là cái quá trình cơ cấu nó mới diễn ra đúng không ạ mới nó mới cần để mà nó diễn ra tại vì cái quá trình cơ cấu là những cái quá trình để mà chị mình chuyển đổi những cái vị thế có thể là sẽ không an toàn trong những cái nhịp này thành các vị thế an toàn ở một cái thời điểm gọi là thời điểm nó được kích hoạt về một cái cái cái, cái chu kỳ mới đối với đối với cái cổ phiếu ha à, thì cái việc mà cơ cấu các vị thế không an toàn á, để mà anh chị mình cầm cái hạn mức á, thì nó sẽ làm cho anh chị mình có thể là mình sẽ chủ động hơn và mình khách quan hơn trong cái việc mà mình quan sát và mình chọn lập cổ phiếu cho những cái chu kỳ tiếp theo tại vì cái bản chất vì sao như thế tại vì khi mà anh chị mình mua một cái mã cổ phiếu hay là anh chị mình mua một cái món đồ á, thì trong bên trong chính chúng ta sẽ có những cái tính sở hữu đúng không ạ à? có nghĩa là khi mà anh chị mình mua một cái cổ phiếu đây chẳng hạn mà nó đang gọi là đang có những cái vị thế không tốt nhưng mà cái tính sở hữu của anh chị mình sẽ bắt đầu mình kỳ vọng đấy mình kỳ vọng nó sẽ hồi phục trở lại mình kỳ vọng nó sẽ tăng trở lại đúng không à? ạ? Thì như thế thì anh chị mình sẽ rất là khó anh chị mình đi mình uh, gọi là mình khách quan để mà mình đánh giá các mã cổ phiếu còn lại đấy đặc biệt là những cái vị thế ở đây ở đây em đang nói đó, là những cái vị thế anh chị mình mua gần đây mà nó không hiệu quả đúng không à? ạ? thì bắt buộc mình phải làm gì? mình phải cờ cấu đấy thì những cái video cơ cấu giai đoạn trước, những cái giai đoạn tuần trước á, e, tuần này á, anh em cũng có hướng dẫn và sự và đưa ra cho những anh chị mình nhận định rồi ha. Còn những cái vị thế anh chị mình mua dưới này nè thì đấy là những cái vị thế tốt, đúng à, ạ? vị thế tốt thì anh chị mình sao gì? Anh chị mình vẫn tiếp tục mình cầm nắm cho hết đến hết một cái chu kỳ ha đấy thì quay trở lại đối với những cái sự vận động của thị trường của chúng ta trong cái phiên thứ sáu vừa qua thì là anh chị mình thấy là cái lượng tiền lượng hàng lượng dòng tiền á mà nó chốt NEV cuối quý thì cái lượng dòng tiền này nó sẽ là những cái dòng tiền tiềm năng đúng không ạ để mà quay trở lại thị trường của chúng ta cho những cái giai đoạn quy mới đấy, đặc biệt là trong những cái tuần tới tuần tới nữa nó sẽ là những cái tuần mà nó sẽ có những cái sự tiềm năng về những cái dòng tiền này nó quay trở lại ha là cái điểm tích cực chính là ngày hôm nay thị trường của chúng ta thì vẫn điều chỉnh nhưng mà cái yếu tố mà thanh khoản nó có những cái dấu hiệu sụt giảm mạnh. Thì đây chính là một cái điểm tích cực của thị trường. Và đặc biệt là thị trường của chúng ta á, là đa phần nó bị biến động trong phiên ATC. ATC thì nó sẽ có những cái cái yếu tố để mà các cổ phiếu nó điều tiết đúng không ạ nó bị điều tiết trong phiên ETC thôi Đấy nên là nó sẽ cần kiểm chứng trong những cái phiên tiếp theo tại vì em vẫn đánh giá với anh chị mình á là những cái lực bán hay là những cái lực mua mà nó xuất hiện ở trong phiên ETC á thì nó sẽ sao gì nó sẽ không có được những cái khoảng thời gian có nghĩa là khoảng không khoảng trống về mặt thời gian á để mà cái lượng cung hay là những cái lượng cầu nó đối ứng lại những cái 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 cái, cái vận động đó trong cái phiên etc nên là khi mà nó kết hợp với những cái yếu tố quý quý nữa nên là cái thứ nhất là cái tâm lý của thị trường nó yếu cái thứ hai á là các, các cổ phiếu đa phần là nó phục vụ cho cái vấn đề chống về đấy nên là sao vậy? nên là nó có những cái sự biến động gọi là điều gọi là biến động trong phiên ETC trong cái phiên ngày thứ sáu vừa qua nhưng mà với một cái thứ nhất là thành công thấp cái thứ hai là biến động ATC thì anh chị mình cũng không cần phải lo lắng tại vì biến động phiên ATC là nó chẳng qua là nó không có đủ cái khoảng trống thời gian để mà cái lượng cầu nó quay trở lại nó đỡ nên là thường nó sẽ được kiêm chứng cho những cái phiên trong những cái nhịp đầu tuần tiếp theo ha rồi quay trở lại đối với cái việc mà mình đi phân tích về cái yếu tố là mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ thì em vẫn đánh giá với anh chị mình trong cái cơn sóng năm nay đây vẫn là một cái cơn sóng mạnh nhất trong cái và đáng kỳ vọng và đáng mong đợi nhất trong cái cơn sóng năm nay có nghĩa là thị trường bây giờ vẫn đang trong một cái nhịp độ thị trường có sóng đúng không ạ kể cả sóng dòng kể cả sóng thị trường nó đều đang có sóng đối với thị trường thì uh, có hai cái vấn đề anh chị mình uh, cần chú ý tới khi mà thị trường có sóng á cái thứ nhất á, là khi mà thị trường nó đã hình thành nên một cái cơn sóng rồi thì cái thứ nhất anh chị mình đừng sợ cái thị trường điều chỉnh tại vì cái thị trường điều chỉnh làm điều chỉnh trong một cái cơn sóng uptrend nó đều là những cái thị trường cơ hội lui à và cái thứ hai á thì anh chị mình cũng đừng sợ thị trường lên để gọi là mình gọi là mất cơ hội giống như là những cái nhịp này nè anh chị thấy mình 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 thấy thị trường lên thì mình sợ những anh chị nào bán ra thì anh chị mình sợ nhưng mà cái bản chất anh chị mình thấy trong những nhịp đi lên này đấy nó gọi là nó hầu như là cái việc tìm kiếm lợi nhuận trong những giai đoạn đó nó tương đối khó đúng không nó rất là nhập nhằng về những cái yếu tố tìm kiếm lợi nhuận nhưng mà khi mà anh chị mình xem qua về mặt chỉ số thì chị mình thấy là chỉ số nó cứ liên tục nó tăng này. Đó nhưng mà bạn chắc cơ hội xanh chị? nó hiếm, nó ít gặp, đúng không à? ạ? Đấy nên là cũng đừng gọi là cái nhìn chung là cái quan tâm nhất trong cái thị trường up trend á là đừng quan tâm quá là nhiều về mặt chỉ số. Đúng không à? ạ? nhưng mà gọi là về mặt biến động ngắn hạn á thì cũng đừng gọi là khi mà bán ra cũng đừng mong thị trường nó chỉnh, rồi lại đừng mong thị trường nó chỉnh sâu, cũng gọi là khi mà mua gọi là khi mà mua vào rồi á cũng đừng có kỳ vọng thị trường nó tăng quá đúng không ạ có nghĩa là mình giữ những mình mua những cái vị thế nhưng mà mình phải giữ những cái cái yếu tố về mặt đánh giá khách quan về mặt trung lập của thị trường ha đấy đó là những cái yếu tố của thị trường có nghĩa là chỉ gọi là mình chỉ sợ duy nhất một cái vấn đề là thị trường của chúng ta nó đau trên thôi thị trường của chúng ta nó rơi thôi nó rơi giống như là những cái giai đoạn năm 2022 này mà nó rơi như thế này á thì không có cổ phiếu nào không có thì cái dòng tiền nào mà nó đi ngược lại được đấy thì chỉ sợ như thế này thì không có cơ hội thôi chứ còn bản chất cái thị trường của ta khi tăng điều chỉnh tăng điều chỉnh nó đều là những cái yếu tố cơ hội kể cả trong những giai đoạn phân phối này đi chẳng hạn nó đều có những cái câu hỏi nó xuất hiện trên thị trường của chúng ta đúng không à? ạ chỉ mong chỉ gọi là chỉ sợ cái thị trường rơi thôi đấy nhưng mà bạn chắc bây giờ sao chị mình đi quay trở lại đối với thị trường này thị trường bây giờ là không phải là thị trường của chúng ta gọi là nó nó đau trên đâu thị trường bây giờ là đang thị trường ấp đúng không à? ạ đấy nên là tùy mọi cái trong mọi cái giai đoạn thị trường ấp đó thì nó sẽ có những cái giai đoạn có những cái lúc á mình công có nghĩa là có những, những lúc thị trường nó công bằng xong nó thuận dòng tiền hướng lên đi chẳng hạn thì gọi là lúc đó là thị trường của chúng ta là thị trường công mà công á là mình gọi là mình tấn công á là mình gia tăng trí trọng đúng không ạ có những lúc mình bắt đầu sao gì thấy thị trường nó điều chỉnh gọi là nó xuất hiện những yếu tố rủi ro thì sao gì mình thủ trở lại mình hạ tỷ trọng nhưng mà vẫn đánh giá hạ này không nên hạ hết gọi là không nên cầm full vị thế tiền như thế là rất là khó để mà anh chị mình tìm kiếm những cái điểm vào tiếp theo lưu ý à nói nói gọi là mình hạ những cái vị thế nó không tốt thôi lưu ý ha à, đó, nên là thị trường của chúng ta là một thị trường nó đang trong một cái chu kỳ ấp đấy thì à, gọi là cũng đừng có sợ thị trường của chúng ta tạo đỉnh lưu ý ha à, nó giống như là cái thị trường phân phối này em vừa mới cập nhật với anh chị mình á anh chị mình thấy là trong một cái giai đoạn này là thị trường của chúng ta là một cái thị trường phân phối đúng không anh chị mình thấy là những cái dòng dòng lớn dòng lớn mà nó đi lên á giống như là dòng đây này em gửi cho anh chị mình nè đây là cái phía trên á là cái cái dưới đó, là đồ thị của vn đấy đúng ạ à. anh chị thấy là cái giai đoạn đó là các cổ phiếu nhóm ngành ngân hàng này lại là một cái giai đoạn phân phối đúng ạ à. phân kỳ này. đây là phân kỳ về giá này thị trường đi lên nhưng mà à, mà cái nhóm ngành này để phân phối này đúng ạ à. nhóm nào nữa anh chị nhóm thép nó phân phối sau một cái chu kỳ đi lên rất là mạnh mẽ đúng ạ à. nhóm thép bắt đầu nó phân phối này hay là nhóm nào nữa anh chị nhóm uh, nhóm chứng khoán là một cũng là một cái nhóm trong giai đoạn đó nó tạo ra những cái yếu tố phân kỳ và phân phối đúng ạ à. nhưng mà trong những cái giai đoạn mà thị trường xuất hiện những yếu tố phân phối như thế thì nó cũng có những cái mã cổ phiếu nó đi lên đúng không à? ạ của kỳ này anh chị thấy không giai đoạn này là giai đoạn của phân phối rất là nhiều những cái nhóm ngành nhưng mà nó vẫn có những cái cơ hội giống như là con dg nó tăng đúng không à? ạ đấy nên là anh chị mình thấy là không phải thị trường phân phối là thị trường không có cơ hội mà thị trường phân phối là một cái thị trường chẳng qua là cái cơ hội nó được thu hẹp dần trở lại thôi đấy, nó không còn đồng nhất nó không còn đông pha nó không còn xuất hiện rất là nhiều hay là gian trải trên gọi là đồng thuận ở tất cả các mạng cổ phiếu giống như là giai đoạn up lên được đúng không à? ạ đây là một cái giai đoạn phân phối nha anh chị nha đấy nhưng mà anh chị mình thấy là kể cả sau phân phối đi chẳng hạn nó cũng có những cái mà cổ phiếu nó vẫn còn tăng mà đúng không à, ạ sau một cái giai đoạn gọi là phân phối nè anh chị thấy không VHC nó vẫn tăng nói có nghĩa là sao anh chị có nghĩa là thị trường của chúng ta nó không có cơ hội á chỉ là cái lúc mà thị trường của chúng ta nó rơi thị trường đau trên mạnh như thế này đó, thì không có dòng tiền nào nó đỡ nổi đúng không à? ạ chứ còn bản chất thị trường đi lên hay là kể cả thị trường phân phối nó vẫn cho cơ hội của anh chị mình Lưu ý ha, nên là những cái việc mà điều chỉnh 5 bảy điểm trong giai đoạn này á nó vẫn không phải là cái vấn đề lớn đối với thị trường và nó vẫn có những cái cơ hội để cho anh chị mình đi tìm kiếm cơ hội đầu tư ha thì đấy gọi là cái tư duy về cái mặt mình đánh sóng ngành. Đấy, nên thì anh chị mình mới gọi là mình mới có được những cái 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 góc nhìn như thế chứ còn bằng chắc anh chị mình đã tới cộng thì anh chị mình sẽ không có được những cái góc góc nhìn như thế này đâu. Lưu ý ha. Thì cái thị trường này á là một cái thị trường gọi là mình xác định á là một cái thị trường để mà anh chị mình đi tìm kiếm cơ hội đầu tư thì xác định chỉ cần xác định thị trường không phải đau trên thôi thì như thế là đủ rồi anh chị lưu ý, à việc còn lại chỉ là cái việc mà mình đi tìm kiếm cái cơ hội ở những cái vị thế tốt và cái bài toán gọi là bài toán bài toán bài toán thứ nhất là bài toán về mặt vị thế, vị thế an toàn, vị thế tốt, cái bài toán thứ hai chính là cái quy mô vốn anh chị mình đi nãy hai cái vấn đề đó thôi ha thì điểm mua an toàn là một cái điểm mua nó sẽ xuất hiện rất là nhiều sau những cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường ha và em cũng xin nhắc lại với chị mình là cái yếu tố mà trong những cái giai đoạn này á là những cái giai đoạn mà thị trường của chúng ta nó tạo ra những cái gọi là cái vùng cơ cấu đúng rồi cái vùng cơ cấu ở đây á thì em cũng xin nhắc lại với chị mình là có những cái yếu tố cần cơ cấu cái thứ nhất là những cái con cổ phiếu yếu trong giai đoạn này đấy là những cái con mà cần cơ cấu cái mà coi cái cái trạng thái cơ cấu tiếp theo là chính là những cái mà cổ phiếu anh chị mình bị lỗ, đã bị lỗ thì lúc này em có đề cập với anh chị mình á cổ phiếu bị lỗ là một là anh chị mình mua sai cổ phiếu, hai là anh chị mình chọn sai cái thời điểm anh chị mình mua, nói thì phải cũng phải bắt buộc mình cơ cấu, đúng à Cái thứ ba là những cái vị thế gọi là vị thế không tốt, những cái vị thế không tốt đây nó khác với những cái cổ phiếu đang bị lộ có nghĩa là những cái vị thế không tốt nó có thể nó không an toàn á, thì có thể hiện tại anh chị mình đang hơi vốn, hoặc là anh chị mình lãi nhẹ một hai phần trăm, nhưng mà anh chị mình thay, cảm thấy cái xu hướng nó không an toàn, thì mình cũng có thể mình cơ cấu ra đúng à đấy thì gọi là mình xem như mình à, chưa mua đấy để mà mình tìm kiếm một cái gọi nó 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 tốt hơn để mà mình đầu tư ha đấy thì à, gọi là khi mà anh chị mình cầm gọi là cơ cấu á mà anh chị mình cầm được cái lượng tiền á thì anh chị mình sẽ chủ động được hơn trong cái việc mà gọi là mình à, mình cầm các vị thế không tốt trong giai đoạn điều chỉnh này tại vì à, tại vì cái tính sở hữu của nó ha còn những cái vị thế tốt từ những cái vùng nền dưới á, thì anh chị mình vẫn giữ lại ha thì cái video ngày hôm nay thì em cũng để mà em củng cố cái tinh thần cho anh chị mình để mà ki tìm kiếm cái cơ hội đầu tư trong những cái giai đoạn sắp tới thì cái nhịp này á thì mua thì không phải là còn là em đánh giá với anh chị mình á cái nhịp này là cái nhịp mà không phải là không phải là còn sớm nữa để mà mình đầu tư có nghĩa là những cái giai đoạn sớm nhất là những cái giai đoạn mà thị trường nó vừa mới bước thoát đi lên như thế này là các sóng dần bắt đầu xem gì nó bước thoát trong một cái vùng nền tích lũy rất là lâu của cổ phiếu ha à, nhưng mà cũng không phải là quá là muộn Đúng ạ à, sóng này là không phải chưa phải là quá, quá là muộn tại vì các cổ phiếu hay là thị trường nó chưa đi quá xa nhưng á, mà em đánh giá với anh chị mình á cái nhịp này mà anh chị mình gọi là mình bỏ lỡ nữa thì cái cơn sóng sâu á thì coi như là cơn sóng này á, anh chị mình bệnh à bỏ qua đúng không ạ và qua mà những cái giai đoạn gọi là bùng nổ nó tăng một cái chu kỳ tiếp theo nữa thì em khuyên anh chị mình đừng nên đầu tư nữa và mình nên gọi là chờ đợi một cái chu kỳ sau luôn tại vì cái giai đoạn này là một cái giai đoạn gọi là nó nó không gọi là không phải là sớm mà cũng không phải là muộn nó cứ gọi là nó nó vẫn có cho cơ hội đầu tư nhưng mà nó lưng lưng như thế nhưng mà còn nếu mà trường hợp nó chạy thêm một nhịp nữa thì những cái giai đoạn đó là những cái giai đoạn muộn rồi nha anh chị nha lưu ý về cái vấn đề này còn là coi coi như là cái cơn sóng năm nay coi như là anh chị mình bảo qua và mình chờ đợi những cái cơn sóng mới chứ đừng nên lúc đó là đừng nên lao vào cái thị trường nữa đừng nên gia tăng thêm những cái quy mô nữa lưu ý ha thì những cái vị thế an toàn vị thế mà gọi là vị thế an toàn ở đây là gì thì vị thế an toàn ở đây á là những cái vị thế mà anh chị mình mua xong là cổ phiếu nó xuất phát lên có nghĩa là mình có được những cái cái khoản lợi nhuận để mà nó đảm bảo một cái gọi là cái giai đoạn mà mình vượt qua những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường có nghĩa là mua xong là cổ phiếu nó chạy luôn á chứ còn bản chắc mà nếu mà mua xong cổ phiếu nó không chạy nó gặp những cái yếu tố rủi ro xảy ra thì bắt buộc mình phải quan trị thôi Lưu ý à thì anh chị mình à, à, khi mà mình cơ cấu xong được cái tài khoản của mình á thì mình sẽ có một cái gọi là cái đặc quyền để mà anh chị mình đi lựa chọn cổ phiếu cũng như là chọn lọc cổ phiếu còn cái việc mà nắm giữ vị thế không An toàn thì em giá với chị mình á thì xin chị mình sẽ khó khăn hơn còn gọi là còn mình sẽ gọi là ít tham gia thì ít gọi là ít quan tâm thị trường hơn giống như là cái việc á mà khi mà gọi là anh chị mình cầm một cái vị thế mà nó đang lộ đi chẳng hạn gọi là gặp một cái thị trường mà nó đang gọi là nó đang điều chỉnh đang trong một cái biên rơi gọi là biên điều chỉnh ngắn hạn thì cái cái việc á thì thường nhà tư mình cái tâm lý á là người ta sẽ không quan sát thị trường không cho gọi là không theo dõi thị trường đúng không à? ạ? Tại vì cái tâm lý lúc đó là tâm lý là chán nản đúng ạ à? ạ? thì cái tâm lý chán nản đó nó sẽ làm cho chị mình không quan sát thị trường mà khi mà chị mình không quan sát thị trường á thì chị mình sẽ bỏ lỡ những cái cơ hội nó xuất hiện trong những cái giai đoạn này đúng không ạ? Tại nên là những khi mà mình cầm được tiền gọi là cầm được tiền cầm được gọi là mình cơ cấu được rồi á thì gọi là mình sẽ có được những cái yếu tố mình chủ động ha. Rồi tiếp theo qua những cái phần phần tiếp theo nữa là một cái quá trình điều chỉnh của thị trường nó diễn ra như thế nào? thì em đánh giá với chị mình á khi một cái quá trình tạo gọi là tạo được một cái điểm đáy ngắn hạn của thị trường thì đầu tiên á thì nó sẽ khi mà nó trong một cái biên độ rơi như thế này thì nó sẽ có khoảng đâu đó là một từ một đến hai nhịp nó sẽ có một cái gọi là cái nhịp hồi những cái nhịp test kỹ thuật để mà nó kiểm tra những cái lượng cung cầu trong ngắn hạn của thị trường cái thứ hai á là sau những cái nhịp test đó có nghĩa là có nghĩa là có thể là nó điều chỉnh này sau đó nó hồi phục kỹ thuật lên sau đó nó test lại nó hồi phục lên mà 2 đến 3 nhịp đúng không ạ sau đó nó cân bằng đấy thì sau những cái nhịp test đó thì bắt đầu thị trường nó cân bằng trở lại với một cái yếu tố xem gì nó kiệt dần về volume đấy là một cái giai đoạn tiếp theo có nghĩa là khi mà đó là cung cầu nó gặp nhau đúng không cung cầu trong ngắn hàng nó gặp nhau nó tạo ra những cái điểm cân bằng nó giống với một cái quả bóng nó rơi đấy em có ví dụ với chị mình rất là nhiều lần đấy, nó sau khi tìm được những cái điểm cân bằng như thế này thì sao gì thì nó sẽ cần có một cái 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 lực gọi là cái lực đẩy cái cái dòng tiền một phiên mở biên hướng lên thu hút những cái dòng tiền trở lại đối với thị trường các mạng cổ phiếu sẽ gì đồng pha hướng lên đối với thị trường đấy là nó xác nhận cho một cái yếu tố nhịp điều chỉnh của thị trường kết thúc và nó bước vào một cái nhịp mới thì đấy là những cái cách vận động của thị trường trong một cái nhịp độ điều chỉnh lưu ý ha anh chị mình xem qua những cái giai đoạn trước đây của thị trường của chúng ta nó cũng đều có những cái sự vận động như thế anh chị mình thấy nè sau những cái điểm thị trường chung rơi anh chị thấy có một nhịp nè sau đó test lại sau đó có hai nhịp đấy sau đó test lại cứ nó tạo ra một cái nhịp điểm test này cân bằng này kỳ cung này anh chị thấy trong phiên dòng tiền mở vào thị trường người ta đi lên đúng không ạ đây là một cái nhịp điều chỉnh tiếp theo anh chị thấy hồi phục lên này sau đó test về đúng không ạ hồi phục lên test về hồi phục lên test về nó tạo ra những cái vùng cân bằng kiệt thanh khoản dòng tiền mở biên hướng vào đấy sẽ tạo ra một cái điểm lên. Đây là một cái quá trình gọi là cái cách gọi là cái sự vận động của thị trường trong một cái nhịp độ điều chỉnh ngắn hạn. Đúng không? à. Và cái thực trạng hiện nay của thị trường nó như thế nào? Thì à, sau cái phiên kết thúc tuần à, ngày thứ sáu vừa qua thì cái thực trạng hiện tại của thị trường á là nó chưa có một cái nhịp hồi kỹ thuật nào cả. Thì à, như thế thì nó sẽ thể hiện trong một cái yếu tố là thường nó sẽ mất từ 3 đến 5 phiên để mà nó tạo ra được một cái quá trình này ha à, đây chỉ là mới vô là một cái bước một là thị trường đang trong một cái nhịp điều chỉnh cái bước hai á, là thị trường nó sẽ có những cái nhịp hồi phục kỹ thuật nó test về còn từ đầu đến là một đến hai, hai đến ba nhịp đấy thì sau đó nó công bằng trở lại đấy, cái nhịp thứ ba chính là cái nhịp mà thị trường mở biên lên đây là một cái giai đoạn điều chỉnh nên là đây mới là một cái nhịp đầu của một cái quá trình điều chỉnh trong ngắn hạn đối với thị trường của chúng ta thôi lưu ý à, ha vì vậy mà trong cái quá trình này anh chị mình cần làm gì thì cái yếu tố tiên quyết đầu tiên á thì em vẫn À, em cũng có hướng dẫn với chị mình trong những cái video trước đây là cái việc mình mình cơ cấu những cái vị thế không tốt ra thì em đã hướng dẫn rồi ha thì trách nhiệm gần đây thì uh, những cái video em thì em cũng có hướng đến và hiện tại bây giờ cái video này thì em cũng sẽ không nhắc lại về những cái vấn đề về mình cơ cấu nữa ha cái yếu tố thứ hai chính là cái việc mà mình đi quan sát và mình theo dõi từ những cái thứ nhất là cái tín hiệu tạo đáy của thị trường và cái uh, yếu tố thứ hai chính là mình quan sát những cái cổ phiếu mạnh nó có khả năng nó đi lên tiếp theo đấy là hai cái yếu tố y tiên quyến nhất mà anh chị mình cần làm trong một cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường lưu ấy, ha rồi cái vậy cái tín hiệu tạo đáy ngắn hạn của thị trường nó sẽ như thế nào thì đầu tiên thì em vẫn đánh giá với chị mình về gần cuối một cái nhịp độ điều chỉnh đó, thì thị trường của chúng ta bắt buộc nó phải tạo ra một cái yếu tố cân bằng và nó đi kèm với một cái thanh khoản cạn kiệt nó sẽ là những cái yếu tố cái thứ nhất là về mặt vận động đấy là một cái giai đoạn sắp kết thúc một cái quá trình điều chỉnh lưu ý à thì à, trong một cái quá trình gọi là quá trình tăng giảm nó nhìn chung là quá trình mà nó từ kể từ khi mà nó xuất hiện một cái phiên hồi phục đầu tiên á thì từ những cái phiên đó anh chị mình đã bắt đầu mình quan sát thị trường lại rồi và nó sẽ có những cái mà cổ phiếu nó mang tính chất nó thu hút dòng tiền để mà nó tạo tín hiệu cho một cái nhịp độ dòng tiền trở lại như thế nào là ví dụ lấy ví dụ cho chị mình về những cái giai đoạn trước đây giống như là những cái giai đoạn điều chỉnh trước đây của thị trường anh chị mình sẽ thấy đó. đấy hôm trước cũng có phân tích với anh chị mình hôm nay em sẽ xin nhắc lại với anh chị mình là đây là một cái giai đoạn điều chỉnh của thị trường anh chị thân Đó là một cái giai đoạn vào tháng 7 năm 2021 thị trường của ta rơi một cái nhịp độ điều chỉnh đúng không à, ạ nó có rơi nè nó bắt đầu xem gì nó có những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên sau đó nó test lại test một nhịp này nó sau đó nó bắt đầu xem gì cân bằng siết biên kiệt cung Nhầm tiền quay trở lại nó hình thành nên mà trong những cái quá trình như thế này này Có nghĩa là từ những cái giai đoạn hồi phục đầu tiên này Là những cái lúc đó là nó sẽ có những cái con nó thể hiện cho một cái quá trình mạnh Anh chị thấy nè Là từ lúc đó là anh chị mình thấy là bắt đầu là những cái con giống như con DGC nó bắt đầu nó đi ngang Nó kiệt cung trước so với thị trường Có nghĩa là nó có những cái yếu tố cân bằng trước so với thị trường và cái tín hiệu tiếp theo chính là cái việc mà anh chị mình thấy thị trường lúc đó là chưa có tín hiệu mở biên đi lên Có nghĩa là chưa thu hút dòng tiền trở lại nhưng mà nó sẽ có những cái con giống như con DGC như thế này nè Nó thu hút dòng tiền lại trước để mà nó tạo tín hiệu Trong một cái quá trình điều chỉnh Đặc biệt là nó phải sao gì Nó phải rơi xong và nó ít nhất là nó phải có một cái nhịp độ hồi phục đầu tiên Thì sao chị thì một cái dòng tiền nó mới con nó mới chấp nhận nó dễ vào Đúng không à? ạ? Thì mình chị mình thấy này trong những cái nhịp test đầu này Sau đó test lại, test, test nhịp thứ hai là cổ phiếu nó mới bắt đầu nó thu hút được dòng tiền Đúng ạ? À? Đấy thì lúc đây là những cái con nó tạo ra được những cái tín hiệu cho thị trường của chúng ta Là cái tín hiệu sao gì? cái nhịp điều chỉnh của thị trường nó gần gọi là nó sẽ gần ở những cái giai đoạn kết thúc rồi. nó sẽ sớm kết thúc để mà nó tiến đến một cái giai đoạn mới những cái nhịp cái pha tăng mới đúng ạ à? những cái con tiếp theo anh chị thấy là trong cái quá trình như thế cũng là cái mốc thời gian là tháng 7 năm 2021 thì nó sẽ có tiếp tục những cái mã cổ phiếu khác nó tạo những cái tín hiệu gọi là thuốc dòng tiền như thế anh chị mình thấy con tiếp theo là con HDC đúng ạ à? HDC đây là một cái quá trình điều chỉnh này cổ phiếu nó không chỉnh không xuất hiện tôi tố bán tháo đúng không à. ạ đây là những con đã tăng bằng trước này kia cung so với thị trường này đúng không à. ạ thị trường bắt đầu là sao chị hồi phục nhịp một là những con này sao chị nó đã có những cái tín hiệu nó thu hút được dòng tiền rồi đấy nên là trong một cái quá trình quá trình điều chỉnh như thế nó sẽ có những cái mạ cổ phiếu nó phát tín hiệu và nó tạo ra những cái tín hiệu thu hút dòng tiền trở lại đối với cổ phiếu hay gọi là những cái cổ phiếu nó xuất phát trước so với thị trường mà những cái giai đoạn này á là những cái giai đoạn mà nếu mà anh chị mình không chủ động chủ động được hoặc là anh chị mình không có được những cái đặc quyền để mà lựa chọn cổ phiếu thì làm sao anh chị mình mua được những cái con mạnh như thế này với lại cái tâm lý mà khi mà mình cầm những cái con lỗ á, thì mình không muốn quan sát cũng như là không muốn theo dõi thị trường anh chị mình còn con lỗ á, anh chị mình không muốn mình bật cái danh mục anh chị mình ra coi điều khi nào mà thị trường nó tăng trở lại cổ phiếu nó hồi phục trở lại thì anh chị mình mới bật cái danh mục anh chị mình ra coi đúng không? đó là gọi là cái tâm lý hành vi trên thị trường của chúng ta ha đấy thì khi mà anh chị mình không muốn quan sát thì không muốn theo dõi thị trường thì nó sẽ thể hiện cho cái yếu tố gọi là thanh khoản thường nó ở những cái yếu tố rất là thấp ở những cái giai đoạn vùng đáy nên là anh chị mình thấy thường cái vùng đáy là cái vùng nó rất là ảm đạm nó đi kèm với một cái yếu tố thanh khoản thấp và nhà đầu tư mình ít quan tâm còn cái vùng đỉnh là chính là những cái vùng nó ồn ào những cái vùng nó náo nhiệt những cái vùng nó tạo ra những cái sự hưng phấn cho nhà đầu tư Đấy, nên làm đánh giá với anh chị mình cơ hội nó chỉ xuất hiện ở những cái lúc mà thị trường chung của chúng ta nó am đạm thôi lưu ý. à, đấy nên là vì vậy vì vậy mà mới nói với anh chị mình á là khi mà cái yếu tố rủi ro nó xuất hiện thì anh chị mình cơ cấu thì anh chị mình có thể mình sẽ chủ động được để mà mình tìm kiếm được những cái con mặt trong những cái giai đoạn này tại vì khi mình cơ cấu được á thì cái mình sẽ có được một cái khoản tiền khoản khoản mức thì khi mà anh, mình chị mình có những cái khoản hàng mức á thì cái cái tâm lý của anh chị mình sẽ đi tìm kiếm cơ hội đầu tư mà cái tâm lý đi tìm kiếm câu hội đầu tư á thì nó sẽ đi đôi với cái việc là anh chị mình sẽ quan tâm về thị trường, quan tâm về cổ phiếu và mình sẽ có những cái góc nhìn thứ nhất là nó khách quan, cái thứ hai là nó sẽ không bị ảnh hưởng về mặt tâm lý. Đúng không à? ạ? Cái thứ ba là sao chị? Cái thứ ba là mình sẽ gọi là mình quan sát gọi là một cách uh, gọi là một cách tổng quan, một cách gọi là uh, từng viên từng viên nó kỹ. Chứ còn lúc mà anh chị mình sao chị, lúc mà lỗ thì mình không có kể cả mình à, không muốn bật cái danh mục ra mình coi mà làm sao mình coi thị trường được. Đúng ạ, đấy là vì sao vì vậy mà mới là những cái giai đoạn mà khi mà anh chị mình cầm tiền trong giai đoạn này á là sao vậy? là nó sẽ rất là tốt hơn so với cái việc mà mình cầm những cái vị thế không tốt. Đấy nên là vì vậy mà với vì, vì uh, chính vì những cái điều đó nên là cái gọi là cái yếu tố cơ cấu nó mới ra đời trên thị trường của chúng ta. Lưu ý ha. À? Thì cái quá trình cơ cấu đó là những cái quá trình để mà nó phục vụ cho những cái giai đoạn tìm kiếm cơ hội đầu tư những cái cổ phiếu mạnh khi mà thị trường của chúng ta nó bắt đầu nó tạo ra những cái vùng cân bằng và nó kết thúc một cái quá trình điều chỉnh ha à, đấy là cái yếu tố đầu tiên chính là cái tín hiệu tạo đáy ngắn hạn của thị trường cái uh, thứ hai là cái việc mà mình đi tìm kiếm những cái cổ phiếu mạnh trong những cái giai đoạn này nó có những cái đặc tính như sau đầu tiên á là những cái cổ phiếu mạnh là những cái cổ phiếu gọi là nó không có những cái dòng tiền bán ra có nghĩa là sao có nghĩa là trong những cái giai đoạn điều chỉnh này nó không có áp lực với những cái volume lớn. Lưu ý à, thì nó đồng thời như thế, nó cũng sẽ là những cái cổ phiếu nó được đỡ giá tốt trong những cái giai đoạn thị trường điều chỉnh. Có nghĩa là nó không tạo ra những cái biên rơi quá sâu với một cái yếu tố thành khoản lớn, đó là những cái đặc tính đầu tiên của những cái cổ phiếu anh chị mình cần quan sát tới cho những cái nhịp độ tiếp theo ha. À, thì nếu mà nó không đỡ giá được á, có nghĩa là nó rơi với một cái yếu tố biên độ lớn nó kèm đi đôi với cái thành còn lớn thì gọi là nó đấy là những cái nhịp nó chưa sẵn sàng cho một cái nhịp đánh mới hoặc là nó sẽ mất thời gian một cách lâu hơn, nó chậm nhịp hơn so với những cái 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 cái, 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 cái mẹ cổ phiếu khác mà nó được đợi giá tốt ha. Và đặc biệt trong cái nhịp này thì em vẫn đánh giá với chị mình lúc nãy em có cập nhật với chị mình á là mình đang ở đâu trong một cái chu kỳ. Thì cái chu kỳ của thị trường của chúng ta là đi từ đấy là tháng 10 à, cuối tháng 11 đầu tháng 12. Bây giờ đã đâu đó là khoảng 8 tháng, đúng không à? ạ? Mà trong cái 8 tháng đó là thị trường của chúng ta, các cổ phiếu chúng ta nó đã tích lũy từ à, gọi là đâu đó là còn 6 tháng hơn rồi. Đúng không à? ạ? Nó chỉ mới mới đi lên một đến 2 tháng gần đây thôi. Đấy nên là chị mình thấy là cái chu kỳ của thị trường á, vẫn đang là trong một cái chu kỳ đi lên. Nhưng á mà mình phải xác định tới một cái yếu tố nữa là cái việc á cái giai đoạn mà khi mà thị trường của chúng ta rơi rất là sâu như thế này thì nó sẽ tạo ra một cái chu kỳ của những cái giá cổ phiếu rẻ nó là anh chị mình thấy là những cái nhịp đầu á nó hồi phục lên á anh chị mình thấy cái dòng nào cái cổ phiếu nào nó cũng có khả năng nó hồi phục lên chẳng qua là cái dòng nào nó hồi mạnh cái dòng nào nó hồi yếu cái dòng nào nó tạo ra những cái tiền đề nó đánh sóng cái dòng nào nó tạo ra một yếu tố gọi là nó hồi phục theo cái tính chất thị trường có nghĩa là những cái nhịp đầu là những cái nhịp của những cái chu kỳ giá rẻ của cổ phiếu đấy nên là sao vậy nên là các dòng đa phần nó đều đồng thuận nó đi lên đấy nó không lên ít cũng lên nhiều không lên sau thì cũng lên trước đấy là những cái nó xảy ra trong những nhịp độ này nè đấy là một gọi là một cái chu kỳ giá rẻ đối với cổ phiếu ha tuy nhiên là những cái nhịp này anh chị mình cần phải đánh giá là cơn sóng của thị trường nó đã được kích hoạt. Cơn sóng của dòng các dòng cổ phiếu nó đã được kích hoạt. Và cái chu kỳ của những cái yếu tố giá rẻ nó đã qua. Nên đó là mình cần phải bỏ đi cái yếu tố là bắt đáy đối với cổ phiếu trong những cái giai đoạn này. Đấy, mà gọi là mình ở đây á à, là ở những cái giai đoạn gọi là mua chỉ mua những cái con nó mạnh ngắt chứ không mua những cái con nó rẻ nhất vì cái chu kỳ giá rẻ nó đã đi qua rồi ha gọi là mình chọn cái con khỏe chứ không chọn cái con rẻ nữa trong những cái nhịp độ này nên là cái yếu tố về mặt bắt đáy em sẽ không khuyến khích với chị mình trong những cái giai đoạn này và mình sẽ sao chị mình lựa chọn những cái con nó mạnh nhất nó được giữ giá tốt nhất nó có những cái tín hiệu của những cái dòng tiền đỡ và dòng tiền không thoát ra mà nó đỡ lại được trong những cái nhịp độ điều chỉnh dòng tiền quay trở lại đấy sẽ là những cái con nó mạnh nhất chứ không phải là những cái con nó điều chỉnh sâu nhất trong giai đoạn này mà anh chị mình thấy rẻ anh chị mình mua vào đây là em đánh giá cái chu kỳ đó nó đã qua rồi ha đấy là cái vấn đề tiếp theo đầu tiên cái yếu tố tiếp theo đối với thị trường của chúng ta là các các phiên mà nó mang tính chất nó hồi phục ngắn trong những cái nhịp đầu á, nó đều là những cái yếu tố nó hồi phục trong tay cộng và cái việc mà mình đi tìm gọi là đi uh, cần tìm ở đây á là cần tìm một cái yếu tố dòng tiền quay trở lại đối với thị trường cũng như là đối với cổ phiếu nó sẽ mang một cái tính chất gọi là cái tính thời điểm của cổ phiếu. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là sau những cái nhịp độ điều chỉnh của thị trường thì cái việc mà hồi phục lên trong những nhịp độ đầu á, em đánh giá là đấy là những cái nhịp hồi phục kỹ thuật là những cái nhịp hồi trong những cái yếu tố tế cộng và những cái nhịp đó thì anh chị mình chưa nên vội vàng chưa nên vội vàng lưu ý là nó sẽ thể hiện cho một cái yếu tố gọi là thì có điều chỉnh nó sẽ bắt đầu nó bước vào một cái giai đoạn cân bằng thôi thì à, gọi là chưa quá vội vàng mặc dù cái cơ hội đầu tư trong giai đoạn đó nó sẽ có nhưng mà nó sẽ rất là kén nhà đầu tư nếu mà anh chị mình không nhận diện tốt đó, thì mình nên chờ đợi những cái gọi là mình không nên nắm bắt ở những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên và mình phải nên chờ đợi gọi là test nhịp 2 nhịp 3 cân bằng Đấy, mở biên Đấy, thì lúc đó anh chị mình đánh thì em sẽ ví dụ cho anh chị mình khi mà thị trường điều chỉnh nó vẫn có cơ hội đầu tư chứ không phải là không cái ở đây em muốn nói là nó vẫn có cơ hội nhưng mà cái cơ hội đó nó rất là chọn lọc và nó sẽ rất là kén nhà đầu tư mình lưu ý ha điều gọi là nên giống như là những cái giai đoạn điều chỉnh giai đoạn trước đây của những cái mà cổ phiếu giống như là mà cổ phiếu của Digi World đúng không ạ Digi trong những cái giai đoạn trước đây điều chỉnh của thị trường này anh chị thấy là cái biểu đồ phía dưới là biểu đồ của vn index biểu đồ trên là biểu đồ của mã cổ phiếu DG World ha thì cái giai đoạn này anh chị thấy là thị trường của chúng ta vẫn đang trong một cái nhịp độ điều chỉnh đúng không à? ạ thì trong những nhịp độ điều chỉnh như thế thì anh chị thấy là cái mã cổ phiếu giống như là DG World này thì khi mà một cái nhịp độ cân bằng này nó diễn ra gọi là cân bằng trong những nhịp đầu này thì anh chị thấy là yếu tố kiệt cung này nó xuất hiện đúng không à? ạ sau đó dòng tiền nó mo cha vào cổ phiếu mà dòng tiền nó đã ở trong cổ phiếu rồi thì anh chị thấy sao giống như là nó đã phóng lao rồi thì nó phải theo lao đó bạn nó phải giữ nền để mà nó kích hoạt cho một cái chu kỳ. Nên anh chị mình thấy lúc đó là cái thị trường chung của chúng ta nó điều chỉnh. Nhưng mà sao chị? Nhưng mà nó vẫn có cơ hội đầu tư. Tại vì cái bản chất sao? Bản chất nó là một cái nhịp điều chỉnh trong uptrend trên Đó là một cái vấn đề anh chị mình phải gọi là phải 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 đánh giá kỹ. Điều chỉnh trong downtrend nó khác, điều chỉnh trong gọi là trong phân phối nó khác, điều chỉnh trong up trên nó khác. Gọi là điều chỉnh trong uptrend á nó vẫn sẽ có những cái cơ hội nó xuất hiện ra để cho anh chị mình đầu tư chứ không phải không còn điều chỉnh trong down trend thì thôi bỏ anh chị nha đấy lưu ý à còn cái quan mình ở đây á thì em phân tích với anh chị mình á đây là cũng là những cái nhịp điều chỉnh trong down gọi là điều chỉnh trong uptrend đúng ạ à? thì cái nó sẽ thiền nó vẫn sẽ có những cái cơ hội cho anh chị mình đi đầu tư lưu ý à nó không chỉ là một mà nó gọi là nó không quá là nhiều nhưng mà nó cũng không phải là ít cái quan trọng nhất anh chị mình nhận diện như thế nào ha những cái mã cổ phiếu tiếp theo này giống như là những cái con SZC cũng thế đây là một vài cái mã cổ phiếu mình lấy ví dụ điển hình cho anh chị mình đấy này là giai đoạn điều chỉnh của thị trường này điều chỉnh trong gốc, điều chỉnh trong uptrend này đúng không à? giai đoạn này là giai đoạn gì gì giai đoạn này là giai đoạn uptrend chứ còn gì nữa đâu đúng không à? ạ thì cổ phiếu này khi mà thị trường chỉnh này con này cũng chỉnh nhưng mà anh chị mình thấy không không có yếu tố bán tháo đúng không à? ạ thì sau một thì cổ phiếu này bắt đầu nó chậm lại thị trường chúng ta vẫn tiếp tục điều chỉnh nhưng mà con này xem gì nó thu hút được dòng tiền này anh chị thấy một khi mà cái dòng tiền nó được kích hoạt á thì cái nhịp độ điều chỉnh này của thị trường nó bị bị lược bỏ qua nó giống với một cái sức đề kháng của cổ phiếu trong một cái nhịp độ điều chỉnh á có nghĩa là nó tăng bằng trước nó kia cung trước dòng tiền lựa chọn điểm đến đây chính là những cái tín hiệu cho thấy là cái nhịp điều chỉnh nó sẽ sắp kết thúc đúng không à? ạ thì nó vẫn có những cái cơ hội chị mình đầu tư giống như là đi đi qua giống như là s trong những cái giai đoạn này tại vì cái bản chất là đây là nhịp điều chỉnh trong uptrend nên là cái việc á mình gọi là mình đã xác định được những cái nhịp này là nhịp điều chỉnh trong uptrend thì cái việc của anh chị mình chỉ có tìm kiếm cơ hội và cơ hội thôi gọi là cái cơ hội để cho anh chị mình đầu tư ha đấy thì thì gọi là nếu cái trường hợp á, mà anh chị mình cứ sợ cái thị trường điều chỉnh đi chẳng hạn thì em đảm bảo với anh chị mình anh chị mình sẽ không bao giờ mà đánh được những cái cổ phiếu như thế này kể cả khi thị trường còn đang điều chỉnh lưu ý ha thì anh chị mình sao mà mua được những cái con gọi là nó mang tính chất đi ngược kể cả khi thị trường điều chỉnh gọi là điều chỉnh 100 điểm anh chị thấy cái, cái giai đoạn này nè, nó đi lên, nó tạo ra một cái giai đoạn gấp lên. Đúng không à, ạ? Nó điều chỉnh từ lúc này điều chỉnh này, nó điều chỉnh xuống bao nhiêu anh chị? 14% là nó tương đương với 128 điểm lúc đó. Còn bây giờ anh chị mình thấy thị trường của chúng ta nó điều chỉnh mỗi phiên 5 điểm, 7 điểm thì làm sao nó thay đổi được cái xu hướng của thị trường? Gọi là nó mang một cái tính chất gọi là điều chỉnh để mà đón nhận những cái cơ hội đuối ha. à anh chị thấy không? Nó điều chỉnh mà 100 điểm, 100 gần 130 điểm. 15% tương đương với 15% của thị trường nha chị nha chứ không phải là 15% của cổ phiếu đâu. Mà nó vẫn xuất hiện những cái câu hỏi như thế này để cho anh chị mình đầu tư mà. Đúng không ạ? À? Huống gì bây giờ thị trường nó mới chỉ gọi là điều chỉnh 5 7 5 7 điểm. Lưu ý ha. Đấy, thì chẳng qua là trong những cái nhịp độ điều chỉnh như thế thì cái cơ hội nó không có nhiều và cái cơ hội nó được chọn lọc một cách gọi là rất là gọi là rất là rất là, rất là kỹ đúng không ạ à? còn khi mà thị trường của chúng ta mà nó điều chỉnh xong nó hướng lên á thì chị mình sẽ thấy lúc đó là cái thị trường nó sẽ xuất hiện rất là nhiều những cái cơ hội hơn, các cổ phiếu nó đồng thuận một cách nó mạnh mẽ hơn và cái cơ hội nó xuất hiện nhiều hơn thôi. đấy có nghĩa là gọi là bên này á là nó thuộc dạng suốt, nó dành cho những nhà tư mình gọi là mình có được những cái chiến lược mình đầu tư thì mình mới đánh được những con này. đúng không ạ? còn những giai đoạn này này bắt đầu nó dễ thở hơn một chút, đúng không ạ? nó mang tính chất gọi là điều chỉnh xong là những cái điểm mua nó cực kỳ hàng toàn, gọi là nó cái yếu tố an toàn nó có. nhưng mà sao gì? nhưng mà ở đây em muốn nói với chị mình á cơ hội nó không nhiều trong một cái nhịp độ điều chỉnh thôi chứ không phải là không có đấy là cái vấn đề anh chị mình cần lưu ý tới ha đấy là những yếu tố tiếp theo và em đánh giá với anh chị mình trong cái cơn sóng này nó vẫn là một cái nhịp điều chỉnh mang tính chất tích cực và điều chỉnh trong một cái giai đoạn gấp trend nên là cái việc mình chỉ cần đi là tìm kiếm cơ hội đầu tư thôi nên là nếu mà anh chị mình nhìn qua những cái dư địa của cái dòng á anh chị mình thấy là cái dòng như đơn cử cái dòng chứng khoán đi chẳng hạn những cái con chứng khoán lớn anh chị mình thấy là những cái con này nó chưa có một cái nhịp gọi là những cái nhịp gọi là cái điểm tạo ra một cái yếu, yếu tố hưng phấn cao trào hưng phấn cao trào ở đây là những cái nhịp chạy nước rút những cái câu chuyện nó được kể ra những cái câu chuyện nó được vẽ ra lưu ý à đấy, nên là khi mà nó chưa chạy được hết một cái chu kỳ của nó đặc biệt là trong những cái nhịp này là một cái điểm gọi là cái cái yếu tố có mang tính chất sông dòng những con nhỏ nó lên trước những con lớn thì nó chưa lên gọi là nó chưa bước vào một cái giai đoạn chạy nước rút nên nó vẫn sẽ là những cái yếu tố tâm điểm là những cái điểm đến dòng tiền cho những cái nhịp đồ sắp tới ha à, và cái việc mà anh chị mình đi phân tích cái báo cáo kết quả kinh doanh hay là cái phân tích về những cái yếu tố tin tức á tại vì em đang thì em đánh giá với anh chị mình sẽ em em đảm bảo với anh chị mình á là một á anh chị mình sẽ bị bán non và hai á là anh chị mình gọi là bị mua trẻ là tại vì cái thường cái tin tức hay là cái cái giá cổ phiếu nó sẽ phản ứng trước lưu ý ha à, và nó sẽ phản ứng một cách gọi là nó nó gọi là cái câu chuyện á nó mang tính chất nó theo câu chuyện là nhiều theo cái kinh nghiệm em đánh đánh gọi là đánh trên cái thị trường này tại vì sao như thế mà em có những cái 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 cái, cái, cái yếu tố chia sẻ như thế này tại vì chị mình thấy đơn cử một cái mà cổ phiếu mà nó mang tính chất nó nó là gọi là nó nó là mưa làm gió trên thị trường của chúng ta ở những cái giai đoạn cuối năm 2021 là mã cổ phiếu của DG. Đúng không ạ? Cái trường hợp nha. Anh chị mình đi gọi là mình đi phân tích gọi là mình theo cái định giá của doanh nghiệp thì em đảm bảo với anh chị mình chắc chắn với anh chị mình chả ông nào ông sẽ giữ được cái cổ phiếu ở những cái thời điểm 80 100 cả. Tại vì cái định giá doanh nghiệp gọi là khi mà cái câu chuyện nó được kể Nó phải đánh bật nó vượt khỏi những cái định giá của doanh nghiệp Thì lúc đó sao gì? Nó mới tạo ra những cái yếu tố hưng phấn cao trào Đúng à Thì gọi là cái tiếp theo á Là khi mà nó giảm á Thì chị mình thấy là phân tích là chị mình thấy là cổ, có cái cổ phiếu nó bắt đầu nó ổn định dần trở lại rồi Nhưng mà khi mà nó giảm á Để mà nó tạo ra được một cái yếu tố mang tính chất dự bỏ Để mà nó hình thành lên cho những giai đoạn mới á thì nó phải sao chị nó đánh ở một gọi là nó đánh gọi là đánh thùng luôn và nó nó rất là sâu thì nó mới tạo ra những cái chu kỳ của những cái giai đoạn giá rẻ lưu ý ha chứ còn bằng chất lúc á mà nó gọi là nó nó đúng gọi là đi, đi đúng rồi thì cổ phiếu nó sẽ đi ngang nó mang tính chất tích lũy đấy nó sẽ đi ngang như thế này nè này. nó sẽ đi ngang như thế này, này thì làm gì có cơ hội đầu tư gì đúng à đấy nên làm bằng đánh giá với chị mình thị trường của chúng ta bây giờ là một thị trường mà nó sẽ kể những cái câu chuyện là nhiều câu chuyện càng hấp dẫn doanh nghiệp gọi là nó mang càng cái yếu tố gọi là càng có nhiều cái sự kỳ vọng càng có những cái yếu tố hưng phấn cao trào thì cổ phiếu đó là những cái cổ phiếu nó mang lại một cái lợi nhuận tốt nhất lưu ấy ha thì đó là một vài cái một số cái yếu tố trên cái thị trường của chúng ta nên là chị mình trong cái năm nay cái cơn sóng năm nay vẫn xoay quanh những cái cổ phiếu xoay quanh những cái dòng nó có tính chất của những cái câu chuyện nó được kể câu chuyện nó càng hấp dẫn doanh nghiệp thì nó sao gì thì cổ phiếu nó sẽ càng đi xa nó sẽ càng mang lại cái yếu tố lợi nhuận cho chị mình và trong cái tháng này cũng là cái tháng mà nó ra những cái báo cáo kết quả kinh doanh đấy là một cái giai đoạn mà nó sẽ mang một cái tính chất chuyên gia nên là trong những cái dịp này anh chị mình phải quan sát cực kỳ kỹ cơ hội nó sẽ xuất hiện một rủi ro nó gọi là rủi ro nó sẽ xuất hiện nhưng mà nó cơ hội nó cũng sẽ xuất phát từ những cái thời điểm này của thị trường ha nên là đây là chính là những cái giai đoạn gọi là giai đoạn chuyển mua giai đoạn giao mua gọi là giai đoạn gọi là giao thoa luân phiên luân chuyển dòng tiền của thị trường của chúng ta lưu ý an à, là phải quan sát cực kỳ kỳ đấy là một cái cái nội dung tiếp theo gọi là nội dung tiếp theo mà em muốn gửi đến cho chị mình rồi tiếp theo nữa là một cái nội dung là các mẫu hình nào mà nó thường xuất hiện trong những cái nhịp độ điều chỉnh này của thị trường thì em đánh giá với chị mình thường nó sẽ có một vài cái 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 mẫu hình thôi một vài cái mẫu hình thì chị mình cần lưu ý tới và cần uh, nó ra để mà trong những nhịp sắp tới chị mình cần uh, chú ý ha thì đầu tiên là một cái yếu tố khi mà thị trường chung điều chỉnh đó thì nó cũng sẽ có một vài cái 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 ít những cái cổ phiếu nó mang tính chất nó giữ được vùng này gọi là những cái cổ phiếu gọi là nó tích lũy nền thị trường chỉnh cổ phiếu không chỉnh đó là những cái mô hình khỏe của thị trường giống như là đơn cử giai đoạn này em quan sát được giống như là con HHV này đây là một cái yếu tố gọi là sao chị thị trường điều chỉnh cổ phiếu không chỉnh đây là một cái yếu tố đầu tiên đó chính là tích lũy nền dự giá đúng ạ nó có những cái dòng tiền nó đỡ đây là một cái yếu tố đầu tiên cái thứ thứ hai chính là những cái mẫu hình gãy nền dấu Có nghĩa là nó đang đi một cái vùng nền như thế này này Có nghĩa là nó giữ được nền trong giai đoạn này này Nó đang đi được vùng nền Những động lực thị trường của chúng ta nó giảm Thì cổ phiếu đó xem gì? Nó cũng bị giảm theo Còn là nó gãy những cái vùng nền này này Nó dụ, nó dụ bỏ đi những cái yếu tố lượng hàng trong ngắn hàng ra Gọi là mẫu hình gãy nền dấu Nó giống với những cái mẫu hình như thế này Là VCI Đây nè Đây là một cái mẫu hình gãy nền dấu này gãy lên dậu gãy uh... đây nè đây thì đúng không có nghĩa là sao chị thị trường này bắt đầu nó nó chỉnh trước nhưng mà những con này nó vẫn giữ được vùng nền này đúng ạ à. sau đó thì sao chị cổ phiếu nó gọi là khi mà nó thứ nhất là cái biên độ nó lỏng cái thứ hai là cái thanh còn nó còn nhiều có nghĩa là cái lượng cung treo lơ lửng vùng trên này nó có đúng không à. ạ thì sau đó sao chị thị trường nó còn áp lực thì cổ phiếu nó tạo ra một cái điểm gãy lên dậu với một cái volume không phải là volume bán tháo lưu ý à, thì sau những quá trình gãy vũ này bắt đầu cổ phiếu cân bằng là cân bằng này tạo ra những vùng kia cung này Đấy cân bằng dòng tiền hướng nó vào thì sao chị cổ phiếu nó tiếp tục chạy đúng không ạ Đây là một cái mẫu hình thứ hai nó xuất hiện trong những cái giai đoạn này cái mẫu hình thứ ba chính là những cái mô hình mà các cổ phiếu nó sẽ test về lại những cái vùng nền nó test về lại những vùng nền nó giống với những cái con giống như là con kbc trong giai đoạn trước Đây này nè là những cái mô hình nó gãy về này, có nghĩa là cái giai đoạn này anh chị thấy là cổ phiếu nó đây là một cái vùng tích lũy, đúng không ạ? thì cái phiên này là cái phiên dòng tiền mò chạy vào, đã sau những cái giai đoạn cân bằng này, đã test đi test lại kia cung xiết biên kia cung, nói chung là cái phiên này là phiên dòng tiền mở biên lên, phiên này là điểm đánh đối với cổ phiếu, đúng không ạ? thì cổ phiếu nó cũng bật tăng theo cái yếu tố thị trường, nhưng mà cái tính chất thị trường thì sao chị tính chất thị trường nó mang một cái yếu tố gọi là nó nó điều chỉnh về, đúng không ạ? nó mang một cái nhịp gọi là nó nó bắt đầu nó điều chỉnh thì cổ phiếu cũng bắt đầu xem gì nó có xuất hiện một cái phiên rơi đây là nó gọi là anh chị mình thấy này đầu tiên á là cái 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 để mà mình xác định một cái đặc điểm á là những cái mô hình mà nó tích lũy nền giống như là con HV H, giai đoạn này á là nó sẽ giữ giá và nó cơ bản là nó sẽ không ít biến động có nghĩa là có thể nó nó quanh quanh cái mức tham chiếu đó cái mô hình thứ hai chính là mô hình gãy dụ là gọi là đang đi tích lũy nền sau đó nó dậu xuống nhưng mà nó sẽ không đi kèm volume lớn cái mô hình thứ ba chính là nó giống với con KBC là sao gì nó có một cái biên độ rơi lớn với một cái thanh khoản nó lớn anh chị thao cái phiên này là khi phiên sạc của cổ phiếu đúng không ạ đi kèm với một cái thanh khoản lớn đúng ạ đây là một cái mô hình thứ ba thường hay xuất hiện và sau những cái cái việc mà nó gọi là nó test về lại vùng nền này anh chị thao đây là một cái vùng nền tốt lý thì cơ bản cổ phiếu sao gì nó test về lại vùng nền đúng ạ thì sau những cái quá trình test nền hỗ trợ như thế thì bắt đầu cổ phiếu đó sao chị nó dừng lại nó cân bằng nó kiệt volume đây là những cái vùng cân bằng của cổ phiếu sau đó bắt đầu sao chị thị trường điều chỉnh xong có dấu hiệu điều chỉnh xong chuẩn nhịp lại dòng tiền quay trở lại đây là những cái con nó phát tín hiệu đầu tiên cho thấy thị trường ta cái nhịp điều chỉnh nó sẽ sớm kết thúc đúng không ạ thì sao gì giai đoạn sau nó tiếp tục nó tăng lên đấy anh chị thông giai đoạn sau nó tiếp tục nó tăng lên đấy đấy sẽ là ba cái mẫu hình chính mà anh chị mình cần ý tới trong cái nhịp này và cơ bản là trong nhịp này em quan sát khi mà nhìn qua các dòng đó, nó nó đều vận động theo gọi là không cách này cùng cách khác nhưng mà nó vẫn gói gọn trong ba cái mẫu hình này ha thì uh, vì vậy mà trong ba cái mẫu hình này cái điểm mua nó như thế nào cái điểm mà đi quy mô vốn mình đi nó như thế nào thì cái phần tiếp theo đây em cũng muốn uh, uh, cập nhật với anh chị mình tiếp tục ha thì uh, đầu tiên mình sẽ nói về những cái mô hình về mặt tích lũy nền giống như là con HHV thì uh, tích lũy nền á thì anh chị mình chỉ cần chú ý cái yếu tố đó, có nghĩa là nếu mà anh chị mình cầm nắm á, thì anh chị mình sẽ gọi là cái tâm lý của chị mình nó nó sẽ rất là thoải mái hơn nhiều so với những cái mô hình gãy nên dũ hay là so với những cái mô hình mà nó nó test trở lại những cái vùng nền ha còn mẫu hình này nè là cái điểm mua đó, là bắt đầu nó tạo ra những cái xu hướng cân bằng kiệt cung và nó phải đi kèm với những cái yếu tố mang tính chất thị trường là cái việc thị trường chung của chúng ta nó sẽ bắt đầu nó xuất hiện những cái nhịp độ hồi phục đầu tiên á là những cái con này mà nó cân bằng nó kiệt lại cung á thì sao anh chị thì nó sẽ là những cái điểm đến và nó gọi là nó khỏi là nó không vi phạm những cái 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 điều kiện lúc nãy mình đặt ra là những cái con nó không bị trượt biên lớn với một cái volume lớn còn những con nào trượt biên lớn volume lớn anh chị mình bỏ qua ha còn những cái con này hiện tại nó vẫn sẽ là những cái con thuộc diện mình sẽ chú ý và theo dõi và sẽ dài ngân trong những cái giai đoạn tới để khi mà nó xuất hiện những cái điều kiện ha đấy thì cái điều kiện đầu tiên tiên quyết về mặt thị trường nó phải xuất hiện gọi là nó xuất hiện những cái dấu hiệu lúc nãy á, là cái thị trường ta nó từ những cái nhịp hồi phục đầu tiên là bắt đầu mình sẽ quan sát rồi đấy. bắt đầu mình chuẩn bị rồi đấy mình chuẩn bị từ những cái con như thế này đây là tích lũy nền này cứ kiệt cung test cung liên tục anh chị mình mua những cái vị thế sớm gọi là tham gia với những cái vị thế sớm ha dòng tiền bùng nổ bất thoát lên đấy sẽ là những cái mạng gọi là cái điểm để cho anh chị mình đánh gia tăng với một cái yếu tố gọi là gia tăng tổng vốn đúng không ạ có nghĩa là gia tăng đủ ha và đặc biệt với những cái mẫu hình này là anh chị mình nên đánh á, là ở những cái dòng nó khỏe thôi những cái dòng nó mang tính chất nó mạnh thôi thì dòng nó mang tính chất mạnh trong giai đoạn này em cảm thấy á, em em thấy em em đánh giá được á là đầu tiên là nhóm ngành chứng khoán nhóm ngành thứ hai chính là cái nhóm ngành đầu tư công cái nhóm ngành thứ ba chính là cái nhóm ngành khu công nghiệp cái nhóm ngành thứ tư chính là cái nhóm ngành dầu khí còn riêng đối với cái nhóm ngành bất động sản khi mà quan sát qua những cái nhóm ngành những cái mà cổ phiếu á thì có cái phiên cái tuần vừa qua nó mang một cái tính chất nó bị trượt biên lớn nên là thường nó sẽ mất thời gian nên là những cái nhóm ngành này có thể nó sẽ bị chậm nhịp hơn ha đó là tạm thời bốn quan sát bốn cái nhóm ngành là chứng khoán này đầu tư công, công này khu công nghiệp này và cái nhóm ngành dầu khí ha Đấy, đặc biệt là gọi là mẫu hình này nó xuất hiện nó phải xuất hiện ở những cái dòng mạnh á thì dòng sau nó mới mạnh chứ còn bản chất những nó xuất hiện ở những cái dòng nó yếu mà nó hồi phục lên từ đấy á, thì mình giá nó 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 không an toàn giống như nhịp này nó có nghĩa là giống như cái giai đoạn mà các cổ phiếu mà nó hồi phục lên nhịp đầu á mà đầu nó công bằng trở lại mà bùng nổ lên á em đánh giá nó rất là dễ bị phèo còn những cái con mà nó tạo ra được một cái chu kỳ sống rồi á có nghĩa là nằm trong một cái yếu tố mang tính chất sống dòng á thì những cái mẫu hình này nó sẽ gọi là nó nó giống như là nó sẽ được uh, gọi là nó được uh, bổ trợ thêm cho những cái sức mạnh về mặt dòng tiền quay trở lại lưu ý ha, đây là cái yếu tố đầu tiên là những cái con tích lũy nền đặc biệt nó nằm trong cái dòng mạnh, cân bằng kiệt cung thị trường gọi là đạt được nhiều yếu tố điều kiện về mặt thị trường thì bắt đầu lấy vị thế sớm bùng nổ đi lên gia tăng ha, đây là một cái mô hình đầu tiên và những cái điểm mua điểm đi uh, quy mô vốn đầu tiên để mà mình mà lấy vị thế ha. Cái mô hình thứ hai chính là cái mô hình gãy nền dỗ giống như là con VCI thì VCI như thế này anh chị thấy không khi mà nó nó tạo ra một cái biến động lỏng này thì nó dễ bị gãy vụ đúng không anh chị mình thấy vụ nè đi kèm volume nó không phải là volume bán tháo ha gãy vụ tiếp tục nè thì anh chị mình thấy sau những cái điểm vụ á thì thường cổ phiếu nó sẽ rất là mạnh rất là mạnh nha nhưng á mà trong một cái quá trình vụ anh chị mình đừng nên làm gì cả có nghĩa là anh chị mình cứ ngồi im không làm gì cả không cần làm gì cả có nghĩa là mình mình quan điểm ở đây á mình không bắt đáy mình không mua cổ phiếu rẻ nha anh chị nha mình những chỉ mua những cái cổ phiếu khỏe thôi chứ không mua cổ phiếu rẻ cổ phiếu khỏe là ở đây là gì có nghĩa là nó phải để cho nó điều chỉnh chán chê để cho nó dụ bỏ kiệt cung chán chê có nghĩa là để cho nó hoàn thành một cái quá trình của nó đi đã thì bắt đầu sang việc bắt đầu nó hồi phục trở lại về lại những cái vùng này đúng ạ à? về lại những cái vùng như thế này này đấy bắt đầu kiệt cung kiệt cung dạ yeah, là những cái vùng là bắt đầu sang gì lúc đó là những cái vùng anh chị mình bắt đầu mình lấy những cái vị thế sớm được rồi có nghĩa là nó phải bắt buộc nó phải hồi phục được, trở lại được có nghĩa là nó sẽ nó sẽ thể hiện cho một cái yếu tố gọi là cái dòng tiền nó đỡ cung trở lại được đối với cổ phiếu ha có nghĩa là nó thể hiện cho những yếu tố nó hồi phục và nó bắt đầu nó chừng nhịp trên này, này. Đấy, nó cầm mạnh trên này, này đấy là những cái vùng để cho anh chị mình lấy những cái vị thế sớm được rồi ha và những phiên xác nhận dòng tiền bùng nổ lên đấy là những cái vị thế anh chị mình đánh gọi là đánh gia tăng lên gọi là đánh giai ngân tiếp theo thì chỉ những chị mình thấy là những cái vị thế như thế anh chị mình sẽ cực kỳ an toàn trong những cái nhiệt độ điều chỉnh tiếp theo của thị trường, đúng ạ? Đây là cái cái mẫu hình tiếp theo, cái điểm mua, cái vị thế vốn đi và cái mẫu hình thứ hai, cái mẫu hình thứ ba chính là những cái mẫu hình test về nền, giống như là mã cổ phiếu của KBC. Mẫu hình test về nền ở đây á, Thì khi mà nó xuất hiện những yếu tố như thế này, em đánh giá với mà một cái mã cổ phiếu mà nó xuất hiện yếu tố như thế này á, là một cái yếu tố rủi ro. Nhưng mà cái quan trọng hơn tiếp theo nữa là nó giai đoạn sau đó, nó có cân bằng được hay không? có nghĩa là nếu mà nó xuất hiện một phiên xác nhận tiếp tục nó giống như cái phiên này mà nó mở biên với một cái volume lớn hơn nữa thì đây là một phiên xác nhận cho một cái nhịp bull trap thế thôi là sao gì bỏ qua nó không đạt điều kiện thì bỏ qua ha đấy còn nếu mà sao gì bắt đầu nó cân bằng trở lại được như thế này yếu tố kia cung sẽ xuất hiện dòng tiền vào đấy. bắt đầu kiệt cung này test cung này kiệt cung là những cái vị thế chị mình vào sớm cái là lấy vị thế sớm sau đó dòng tiền nó mở biên nó môi vào nó xác nhận điểm này chị mình đánh gia tăng giai đoạn sau cực kỳ an toàn Hai nhưng mà bắt buộc phải sao gì bắt buộc phải gọi là để mà đánh với một cái quy mô vốn lớn mà cổ phiếu nó vừa mới xuất phát đi lên á thì nó phải cần có một cái phiên mở biên như thế này Đúng rồi ha lúc đó mình mới đánh gọi là đánh toàn bộ với cái quy mô tại vì cái bài toán trên thị trường của chúng ta chính là thứ nhất là cái bài toán về mặt vị thế cái bài toán thứ hai chính là bài bài, bài toán về mặt quy mô vốn đúng không ạ quy mô vốn anh chị mình càng ở vùng những cái vùng vừa mới xuất phát gọi là điều chỉnh xong vừa mới xuất phát đi lên đó là những cái điểm mà nó sẽ an toàn đối với cổ phiếu thì lúc đó mình nên đánh đánh với một cái tỷ trọng vốn lớn gọi là mình chứ đừng để mà cổ phiếu đã tăng một nhịp rồi anh chị mình đánh lên đó, thì nó dễ rơi vào một cái nhịp độ điều chỉnh và bằng đánh giá với anh chị mình cái cách quy mô vốn đi tốt nhất chứ là những cái quy mô vốn đi theo một cái môn kiếm tự tháp gọi là càng lên cao mình càng thu hẹp dần và càng cần phải quan trị chứ không phải là những cái lúc mà càng đi lên mà anh chị mình càng gia tăng cái quy mô vốn thì lúc mà nó điều chỉnh gọi uh, là điều chỉnh trở lại thì anh chị mình sẽ nó ăn vào cái cái vốn của chị mình đánh có nghĩa là sao có nghĩa là những cái vùng dưới này này có nghĩa là anh chị mình nếu mà anh chị mình đi gọi là à, uh, uh, 50 triệu 100 triệu đi chẳng hạn lên trên này bắt đầu anh chị mình gia tăng quy mô lên thành 1 tỷ đúng không? nhưng mà 500 triệu 100 triệu này anh chị mình lãi cái này cho 10 15 phần trăm 20 phần trăm đi thì chị mình lại lại khoảng 20 triệu nhưng mà lên trên này chị mình đi 500 triệu đó là giá tăng cái quy mô vốn lên nó bị trẻ thì sau những cái nhịp điều chỉnh ngắn hạn này nè có nghĩa là nó sẽ bị chiều tác động trong ngắn hạn với chị mình có nghĩa là lên trên này đi 500 triệu nhưng mà sao chị lỗ 10 trăm là sao vậy anh chị mình đã lỗ 50 triệu rồi thì tôi tôi lại sao vậy mình sẽ ăn nó sẽ bị ăn vào cái quy mô vốn chị mình đánh ha Đã nên là em còn đánh giá với chị mình. nếu mà muốn đánh đó, thì nên đánh ngay từ đầu chứ không nên chờ cái thị trường nó tăng rồi cổ phiếu nó tăng mạnh một nhịp rồi anh chị mình mới đánh giống với những cái giai đoạn này em đánh giá sẽ có rất là nhiều nhà tư có nghĩa là khi mà thị trường ở dưới này là những cái vùng chán nạn nhà tư mình thường không quan sát còn là bắt đầu lên trên này thấy media truyền thông rồi nữa đưa tin thị trường chứng khoán tăng thì bắt đầu mình mới tham gia vào thì anh chị mình thấy kể từ những cái phiên như thế này này anh chị mình không có những cái vị thế tốt như từ dưới này thì trên này anh chị mình thấy cực kỳ khó và nó cái danh mục của anh chị mình cực kỳ rủi ro đúng không ạ và rủi ro này là một cái rủi ro tồn tại trong ngắn hạn đấy lưu ý ha và cộng hưởng với những cái yếu tố như thế thì những cái nhóm ngành cổ phiếu nào là anh chị mình cần quan tâm trong những cái nhịp độ sắp tới thì cái phần cuối cùng này em sẽ cùng cập nhật với anh chị mình ha. Thì cái mức cái yếu tố quan tâm đầu tiên nhất em vẫn đánh giá với anh chị mình là những cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành là nó chưa chạy hết dư địa. Tuy nhiên là cái nhóm ngành anh chị mình thấy là nếu mà xét về tổng thể cả một cái dòng là trong một cái nhịp độ điều chỉnh vừa qua anh chị thấy những kể cả những cái con chứng khoán lớn, chứng khoán nhỏ gì đi chẳng hạn nó không xuất hiện yếu tố băng tháp. Lưu ý ha. Tuy nhiên nó sẽ có một số cái vấn đề là gọi là mình sẽ phân ra thành hai cái phần hai cái cái nhóm của cái nhóm hành chứng khoán này là cái nhóm hành chứng khoán nhỏ là cái nhóm hành nó đã xuất phát đi lên. Nhưng cái điểm mua phía sau đều là những cái điểm mua nó bị trễ. Lưu ý ha. Còn những cái cái cổ phiếu nó còn dư địa là những cái cổ phiếu nó gọi là thuộc dạng chứng khoán lớn, những cái chứng khoán nó có thị phần những cái con chứng khoán nhỏ em để hướng dẫn cho anh chị mình đánh giống như con CTS này đánh từ những cái điểm này, này từ những nhịp điều chỉnh này bình thường nha anh chị không có vấn đề gì đâu test lại bình thường à, cân bằng kiệt cung là sao chị nó còn đánh lên tiếp tại vì dư địa nó vẫn còn, còn ha còn những cái con chú ý cho những cái giai đoạn tới ở đây mình muốn nói là những cái vị thế từ những cái giai đoạn hiện tại chứ không phải mình phải chứ mình không nói đến những cái vị thế gọi là vị thế gọi là mình nói những cái cổ phiếu mạnh cổ phiếu yếu trong giai đoạn này gọi là cổ phiếu nào nó mạnh hơn có nghĩa là cổ phiếu mình chọn ra nó không gọi là mình không chọn trong giai đoạn này á để mà mình quan sát trong nhịp sau á nó không phải là cổ phiếu yếu mà nó cổ phiếu gọi là xét về cái tính thời điểm hiện tại để mà mình đầu tư á thì nó sẽ không còn gọi là không còn những cái vị thế an toàn để cho anh chị mình vào nữa mà những cái con ở đây con mình chọn á, là nó sẽ kết hợp được những cái yếu tố về mặt an toàn nó có cái dư địa nó còn thì mình cái cái cuối cùng chính là cái việc mình, mình lựa chọn những cái tính thời điểm Để mà mình tham gia thôi Lưu ý à có nghĩa là giai đoạn tiếp theo chị mình thấy là Em sẽ lựa chọn những cái con nó có thị phần Nhưng mà nó không đồng nghĩa với cái việc những cái con CTS này nó yếu Lưu ý à nhưng mà xét về những cái vị thế Thì trên này nó không còn những cái vị thế an toàn nữa Vị thế an toàn nó ở những cái vùng này này Ở những cái vùng này này Nó vừa mới xuất phát đi lên Nó mới là những cái vị thế an toàn để mà sao chị Để mà đảm bảo những cái yếu tố mình nắm giữ được qua những cái nhịp độ điều chỉnh đúng ạ và những con này em vẫn đánh giá với anh chị mình là những cái con mạnh là những cái con khỏe nó sẽ có những cái nhịp độ hồi phục tốt hơn nhưng mà xét về vị thế an toàn là nó đã qua lưu ý à nó là những cái con này nó hiện tại bây giờ nó chỉ là những cái yếu tố để mà mình cầm nắm và nắm giữ lưu ý à còn những cái mã cổ phiếu giống như HCM giống như giống như uh, VCI giống như VND là những cái mà cổ phiếu anh chị mình hướng đến trong những cái nhịp độ tiếp theo khi mà nó xuất hiện những cái điều kiện mà lúc nãy giờ anh em em với chị mình sẽ phân tích là anh chị em chị mình đi qua phân tích đúng không ạ cái thứ nhất anh chị không là cổ phiếu nó cơ bản nó test về lại những vùng nền của nó không xuất hiện yếu tố bán tháo bắt đầu nó tạo ra những yếu tố cân bằng kỳ cung đã những con này mà căn bằng theo yếu tố thị trường mở biên phía sau anh chị mình đặt lưu ý à mở biên phía sau anh chị mình đánh hoặc là căn bằng như thế này vùng dưới này, này. cứ kịp cung test cung test cung thì anh chị mình vào lại vị thế trước à, lên anh chị mình gọi là sao gì anh chị mình đánh gia tăng ha cái nhóm ngành gọi là đặc biệt những cái form như thế này phải nằm trong những cái nhóm ngành mạnh ha, chứng khoán này nó có HCM lại có VCI này không xuất hiện tố bán tháo này cơ bản nó vẫn giữ được nền đây là vẫn trên lên đúng không à? ạ bắt đầu những con này mà nó công bằng lại vùng này này lấy vì thế bùng nổi lên đánh gia tăng ha hay là VND tương tự như thế công bằng lấy vì thế bùng nổi lên đánh gia tăng tại vì những con này nó còn dư địa tại vì sao em không chọn SSI tại vì uh, SSI em đánh giá là vị thế này là một cái vị thế đề nắm giữ lưu ý ha tại vì sao tại vì cái vùng này nó chưa thiết lập được những cái yếu tố gọi là kẹt cung nên là nếu mà khi mà cái rủi ro nó xuất hiện đi chẳng hạn thì những con này có thể nó sẽ gọi là nó anh chị mình tham gia sớm đó, nó sẽ bị gọi là cái vị thế của anh chị mình nó sẽ không an toàn à, còn cái trường hợp nếu mà nó tích lũy trở lại nhịp sau á thì em sẽ cập nhật với anh chị mình ở những cái phần video sau Ha. nên là nếu mà nên là anh chị mình chỉ còn đăng ký kênh subscribe kênh Đấy, để mà theo dõi cái kênh này Đấy, thì khi nào nó có những tín hiệu mà thì em sẽ cập nhật tiếp theo mình liên tục mình chọn lọc như thế mình liên tục mình gọi là mình uh, cập nhật mới những cái sự vận động như thế thì anh chị mình sẽ rất dễ dàng dần dần sao gì dần dần cái gọi là từ những cái số nhiều thành những số ít số ít số ít từ đó mình sẽ chọn ra được những cái con nó mạnh nhất lưu ý ha đây là cái nhóm ngành chứng khoán là cái nhóm ngành đầu tiên cái nhóm ngành thứ hai chính là cái nhóm ngành đầu tư công đầu tư công ở đây cái con đầu tiên là muốn nhắc đến với chị mình là con HKV đấy tích lũy nền trên để mua như thế nào lúc này em vừa phân tích à bắt đầu kia cung dần này đấy thì chơi cái thời điểm thị trường thôi bắt đầu lấy vị thế sớm bùng nổ lên đánh gia tăng ha con tiếp theo chính là con C4G thì tăng bắt đầu thành con nó cạn kiệt nó giữ được vùng nền này đúng không ạ các bạn là sao chị nhịp test nền đối với cổ phiếu đấy cứ cần bằng dòng tiền hướng lên đánh ha con tiếp theo nữa chính là con nào làm chị VCG đấy, VCG chị tăng bắt đầu rất là cạn kiệt về thanh khoản này. Đấy, các bạn sao gì nó test về lại những vùng nền như thế này Đấy, cổ phiếu đi lên một nhịp test nền bình thường nha chị nha đây là một cái sự vận động bình thường đối với cổ phiếu mà nhiều thấy không xuất hiện với một cái yếu tố sao gì thanh khoản cạn kiệt đây là một cái điều kiện em đánh giá là mình cần phải cực kỳ chú ý tới cho những nhịp một sau lưu ý ai bắt đầu nó chuẩn nhịp nè mở biên gọi là những cái điểm mua sau điều chỉnh là những cái điểm mua nó cực kỳ an toàn gì không cứ điều chỉnh này sau đi ăn coi kia cung này dòng tiền hướng vào này thì mua nó cực kỳ an toàn lưu à kể cả những cái điểm này cũng thế đó. điểm này em vẫn hướng dẫn cho nhiều mua mà. đúng không ạ cái này là sau những cái điểm này công bằng kiệt cung này dòng tiền vào thì đánh nó cực kỳ an toàn ít nhất là sao chị nó an toàn qua những cái nhịp độ điều chỉnh rung lắc của thị trường ha đó là những ngành đầu tư công chú ý ba mã cổ phiếu HHV C4G và VCG ha thì em cập nhật như thế không đồng nghĩa với cái việc mà cổ phiếu của FCN nó yếu không đồng nghĩa với cái việc mà cổ phiếu của LCG nó yếu nhưng mà mình xét ở đây là những cái vị thế an toàn thời điểm hiện tại nha anh chị nha đấy lưu à, những cái cổ phiếu tiếp theo chính là cái nhóm ngành khu công nghiệp khu công nghiệp ở đây có những cái mã cổ phiếu giống như là KBC đấy KBC này cũng là một cái con nó đã có những nhịp xuất phát trước những con này chỉ cần cân bằng thôi đấy, test nền này, giữ được cái vùng nền còn nếu mà nó thủng luôn á thì bỏ qua nha chị nha đây là mọi là mình phải có được những cái điều kiện thì mình mới giải ngân nha cái vấn đề này thì phải bắt buộc phải quan sát những cái sự vận động trong phiên nữa nó chứ không phải là nói nói gọi là một phiên hai phiên nó ra được cái vấn đề đó lưu ý à nhưng mà đây là chính là những cái form để cho anh chị mình chuẩn bị trước đạt điều kiện tham gia vào ha tại cứ cần bằng kỳ cung lấy vì thế trước mở biên lên đánh ha trong đó có những cái con giống như con kbc con gvr Đấy, gvr bắt đầu nó cũng được đỡ cung tốt nữa Đấy cứ cân bằng trở lại là đánh Đấy, bắt đầu là bắt đầu tham gia dần được ha đó là cái nhóm ngành là, là đầu tiên là chứng khoán thứ hai là đầu tư công thứ ba công nghiệp cái thứ tư là nhóm ngành dầu khí Dòng khí thì em đánh giá với anh chị mình chỉ chú ý hai mã cổ phiếu. Đầu tiên là con mã cổ phiếu của BVD. Thì sau đây là một cái yếu tố gây vũ đối với cổ phiếu, đúng không ạ? gây vũ phân con con lớn này, anh chị thấy giống con nào không chị? KBC, đúng không ạ? Thanh con lớn này, sau những thanh con lớn chị mình thấy nó không có một cái phiên xác nhận gọi là không có một phiên xác nhận để mà nó ủng hộ cho một cái giai đoạn này mà mà nó bắt đầu xin chị bắt đầu cân bằng này siết biên này kia cung này đấy những con này là những con chị anh chị mình phải chú ý tới dòng tiền mở biên hướng lên đó có thể nó sẽ đắt ha là những con này anh chị BVS đây là một cái nền sau đó nó dụ về mà nó không có một cái phiên cái trường hợp nha nếu mà nó có một cái phiên xác nhận nữa thì cổ phiếu nó sẽ bị phèo nhưng mà anh chị thấy là bắt đầu nó hồi phục lên trở lại nó cân bằng nền đúng không ạ nó giống với con nào anh chị BCI này mấy BCI trong giai đoạn này vừa mới cập nhật của anh chị mình đó cái này tích lũy nền này dụ mà hồi phục lên bắt đầu cân bằng nền trên đấy cứ cân bằng sao chị làm như vậy nó phải kết hợp được cái điều kiện của thị trường có nghĩa là điều kiện của thị trường nó phải nó phải chít là nó phải cho thấy được một cái 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 điều kiện là thị trường của chúng ta nó 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 không còn điều chỉnh nữa mà nó tạo ra những cái biến động dừng trở lại nó nó cân bằng trở lại nó bước vào một cái giai đoạn cân bằng đúng không ạ thì những con này này đấy là những cái điểm này này đấy sẽ là những cái điểm đến của anh chị mình ha đấy là bí viết này đấy, tương tự như thế còn cái trường hợp nha anh chị còn cái trường hợp á mà nó vụ xong á mà nó gọi là nó 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 cân bằng nhưng mà nó, nó nó gọi là nó nó không có được một cái phiên dòng tiền hướng lên á thì nó sẽ cực kỳ rủi ro cho anh chị mình đơn cử giống như là cái thị trường đi chẳng hạn lúc đó xem cái, cái thị trường này đây này anh chị thông có nghĩa đây cũng là một cái vùng nền nó tạo nó tạo ra đúng không ạ đây là một cái điểm vụ vô lớn đúng không ạ sau đó nó cân bằng này nó cũng cân bằng đúng không ạ nhưng mà sao chị nó không có một cái phiên xác nhận mở biên hướng lên đúng ạ mà sao gì Nó là có một cái phiên nó xác nhận cho một cái phiên này nữa cái nghĩa là nó phát hiện cho cái phiên này này là xác nhận cho một xuống hướng giảm nữa Thì thị trường của chúng ta đi rất là sâu Còn cái trường hợp sao chị? Nó hướng lên mới là những cái xu thế Hoặc là mới là những cái điểm mà cái dòng tiền đã chọn lọc vào Và cái điều kiện ở đây là mình muốn nói đến là những cái phiên mà nó phù định lại cái nhịp giảm này Có nghĩa là sau những cái giai đoạn điều chỉnh dòng tiền hướng lên Lúc đó là những cái đi mua nó an toàn nhất lưu ý ha đó là một số cái yếu tố em xem qua một vài cái mã cổ phiếu thử CI cũng bắt đầu kỳ cung này nó cũng có thể chú ý tới đấy công bằng dòng tiền hướng lên và ha đấy là một vài cái yếu tố một vài cái mã cổ phiếu mà em muốn cập nhật với chị mình trong cái kênh YouTube và ngày của chúng ta ngày hôm nay cũng như là video của chúng ta ngày hôm nay ha thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo thì ngoài ra nó cũng có những cái nhóm ngành thép nữa à, em quên những cái nhóm ngành thép nữa. Nhưng mà thép cũng là một cái nhóm ngành anh chị mình cũng có thể mình chú ý tới trong những nhịp nhịp độ sau có nghĩa là nó đã tạo ra một cái nhịp này đấy cứ giai đoạn sau còn bằng là là còn đánh tiếp tại vì những cái cổ phiếu này nó không thể nào nó chạy một nhịp đâu giai đoạn này nó chưa phân phối được đâu đấy nó là canh những cái nhịp đầu sau này là kể cả năm kim cũng vậy đó, năm kim là những con nó test về nền thôi nó giống kbc đó chị Nó test về nền này đúng không, đúng không? Đấy, giống giai đoạn này này kbc này đấy cổ phiếu nó bị trượt biên nó test về nền này sau đó nó cân bằng thì đánh ha đấy, năm kim thế đó cân bằng vòng vòng này, này. thì đánh tại vì ra sao gì bắt đầu nó xuất hiện những cái yếu tố nó nó nó, nó kia cung rồi Đó, nó kia cung rồi nó cần yếu tố cân bằng trở lại điều kiện thị trường trở lại mở viên sau anh chị đánh ha kể cả giống như là hoa sen cũng thế đấy là những cái dòng mà anh chị mình cần chú ý tới có nghĩa là cái dòng là dòng này á là cái dòng mà nó chưa tăng trong những nhịp độ vừa qua có nghĩa là cái điều kiện thị trường khi mà gọi là khi mà thị trường vào sóng á là những cái con này nó không tăng thì nó sẽ không tăng hoài luôn nó đến khi một cái lúc mà thị trường điều chỉnh một cái giai đoạn điều chỉnh thì nó mới bắt đầu theo gì cái dòng tiền nó luôn chuyển đó là anh chị mình cũng có thể mình lưu ý tới khi mà đã đạt được những cái điều kiện của những cái giống anh thép nữa ha thì đó là trong một trong những cũng là những cái dòng mà anh chị mình cần chú ý tới trong những cái nhịp độ tiếp theo ha thì nếu mà anh chị mình thấy hay đừng quên like và subscribe kênh để mà nhận những cái thông báo mới nhất cũng là những cái động lực để mà em ra những video tiếp theo nếu mà anh chị mình thấy phù hợp với các quan điểm đầu tư của anh chị mình thì chị mình có thể liên hệ với em qua số điện thoại 0339 079 886 để mà mình cùng đồng hành với nhau trong room khách hàng mình cập nhận cái khuyến nghị nó cụ thể nhất nó sâu sắc nhất trong phiên tại vì những cái điểm mua điểm bán thì mình vẫn vẫn phải quan sát trong phiên những cái tốc độ khớp lệnh những cái cái sự quan sát về mặt dòng tiền nó có quay trở lại hay không thì nó chỉ phụ thuộc vào thì nó phụ thuộc rất là nhiều vào những cái yếu tố mình quan sát trong phiên nữa để mà mình đưa ra những cái hành động nó kịp thời ha thì à, đấy là một à, một số kêu yếu tố muốn trao đổi với chị mình trên cái kênh youtube này thì à, trước khi chị mình rời đi đừng quên để lại một nút like và một subscribe kênh cũng như ủng hộ tinh thần em trao cho anh chị mình những cái nhận định những cái góc nhìn anh chị mình trao cho em những cái tinh thần để mà mình cùng nhau mình cộng hưởng mình tạo ra những cái cái lợi ích nó win win đấy để mà mình cùng nhau mình tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư trên thị trường một cách nó tốt nhất ha Thì em cũng xin kết thúc video tại đây kính chúc anh chị mình những ngày cuối tuần thật là vui vẻ hứa hẹn thị trường chung của chúng ta nó sẽ sớm tạo ra những cái nhịp đầu mới để cho anh chị mình cùng nhau mình tìm kiếm những cái cơ hội đầu tư ha em cũng xin kết thúc video tại đây em xin kính chào anh chị mình